Ngôn tình, anh biết gió đến từ đâu. Tác giả: Cử Nguyệt Hi bên ngoài bệnh viện thành phố cách nhì mộc nhận được điện thoại của bệnh giả đêm tiêu linh xảy ra chuyện an an đã giữ số di động của bệnh giả về sau vì không có tiền ứng trước tiền thuốc tìm bệnh giả nhờ giúp đỡ bệnh giả đã gửi cho cô mấy ngàn đồng mấy ngày nay tiêu linh chuyển mấy chuyến bệnh viện cuối cùng chuyển tới cách nhì mộc an an gửi lời cảm ơn bệnh giả mấy lần bệnh giả quan tâm tới vài câu mà hôm qua bệnh giả chủ động gọi điện thoại tới Nói đến cách nhi mộc làm việc, tiện đường thăm mấy cô ấy. Bây giờ điện thoại đã tới. An An mua bắp bên cạnh quầy xa đẩy. Nghe điện thoại reo, biết là bành giả. Dội vàng cầm lấy. Alo, anh bành giả. Bắp quá nóng, cô cầm một tay không chịu nổi, hít hơi dù dù, luống cuốn đổi hai tay. Bên kia bành giả hình như nhíu mày. Cô làm gì vậy? À, em mua bắp bên đường, nóng quá, anh đến đâu rồi thấy cô rồi ở sau lưng cô tiếng bành giả rơi xuống sau đầu an an rất thấp rất trầm an an quay đầu lại dáng cô vốn đã thấp bành giả cao khoảng cách lại gần cô phải ngửa đầu nhìn anh trong lúc rối ren tay run một cái bắp tuột khỏi tay an an kêu lên bành giả nhanh nhẹn khom người đón lấy trái bắp nhíu mày cô chơi tung hứng à an an đỏ mặt muốn lấy lại bắp bành giả nói cô cất di động trước đi an an cất xong rồi nhỏ giọng hỏi không nóng sao em cảm thấy nóng lắm da dày rồi anh nhìn xuống cô hỏi buổi trưa chỉ ăn chút thế này an an ấp úng à em em định quay lại phòng bệnh giúp một tay người nhà tiêu linh đâu cũng trong chừng mà đúng rồi em muốn trả lại tiền thuốc cho anh lát nữa cho cô tài khoản gửi lại là được cô ăn cái này không tốt ăn bữa cơm đi vậy em mời anh coi như cảm ơn anh giúp đỡ bành giả cười hừ một tiếng <laughs> một ông già mà còn phải để một cô bé mời khách sao an an sợ anh không vui nên cũng không chấp công bệnh viện có một dãy quán ăn bành giả hỏi muốn đi quán nào An An muốn rẻ. Ăn tô mì kéo sợi Lan Châu đi. Bành giải miếm môi một cái, lại có chút nóng nảy nói. Không, không muốn ăn món đó. An An rụt cổ lại, nhỏ giọng nói. Uhm. Tiểu xào tứ suy. Được. Lúc băng qua đường, bành giả hỏi. Cô định ở đây bao lâu? An An bối rối ngẩng đầu. Chờ tiêu linh khá hơn đã. Người nhà cậu ấy sắp sụp đổ rồi không có một ai bình tĩnh cả. Một cái ngẩng đầu này, không nhìn đường, một chiếc xe máy chạy dục qua, bành giả sách cổ áo sau của cô kéo lại. An An bị dọa nhịp tim đột ngột dừng lại, ngẩng người nhìn anh chằm chằm Anh buông cô ra. Nhìn đường. Trong nồm cô ấy lâu như vậy, không ngờ cô có tấm lòng lương thiện. Mặt An An đỏ lên. Rất nhiều người có đáy lòng lương thiện mà. Thật sao? Đúng thế, nhóm người các anh đều như vậy, còn có trình ca cũng vậy. Bành giả nhịn một chút. Cô không có chuyện gì sao, cứ nhắc tới cô ấy làm gì. An An bị dọa. Em chỉ nhắc một lần mà. Bành giả lại có một lúc không nói chuyện, đi tới bên kia đường mới bình tĩnh hỏi. Cô ở đây, người nhà cô không hỏi đến. Em không có người thân gì cả, chỉ có một anh trai. Ừ, anh cô làm gì? anh ấy chạy làm ăn bên ngoài là thương nhân. Bành giả nhàn nhạt ôm um một tiếng cũng không hỏi đến cùng. An An sợ không có lời nói tiếp, thế là bổ sung. Kinh doanh sản phẩm như hàng thủ công, hàng dệt kim đều là chút đồ dân tộc thiểu số cho nên luôn đi tới Tây Bộ. Cô tới đây thăm anh ấy sao? Cũng không phải, anh ấy bận lắm, đi đâu không cố định. Nhưng lần trước đã gặp một lần ở Trấn Phong Nam. An An mím môi cười. Bành giả nhìn cô. Cô từ từ cúi đầu xuống, xoa ngón tay. Trên, trên mặt em có gì sao? Không có, hai người rất thân. Thân chứ, là anh ấy kiếm tiền để cho em đi học. Trước kia khổ lắm, mấy năm gần đây đỡ rồi. Nhưng tiền anh ấy cho em đều để dành. Không muốn dùng của anh ấy quá nhiều, chạy bên ngoài vất vả lắm. Đúng rồi, anh em nói chờ em tốt nghiệp, rồi định dẫn em ra nước ngoài anh thấy đi nước ngoài học tốt không bành giả cười cười tôi là một người chăn dê đâu biết học hành gì nhưng em cảm thấy anh trông không giống lắm quán này nấu ăn nhanh chỉ trong chốc lát canh cá đã lên tới anh hỏi quen ăn món tứ xuyên không quen mà em thích cây nghe giọng cô là giang tay còn anh, anh là người ở đâu vậy? Tây An Thành phố cổ lịch sử, em luôn muốn đi đó Nhưng hình như anh không có giọng Tây Bắc, nghe giống giọng Bắc Kinh Người phục vụ mang thức ăn lên, hai người bắt đầu ăn cơm Ở đây trời nóng, cô đã mang theo quần áo mùa hè An An lắc đầu Tùy tiện mua ở chợ bán sĩ, trước đó đều là quần áo lạnh Cả áo gió kia của cô hình như là màu xanh lá Đúng thế, anh nhớ hả? Màu rất sáng. An An cười, chậm rãi ăn mấy muỗng cơm hỏi. Trình ca vẫn đi theo mấy anh sao? Cô ấy về rồi. Ồ. Ăn cơm xong, anh và cô cùng đi tới cổng bệnh viện. Đi vào đi. Anh không đi thăm Tiêu Linh sao? Không đi. Mấy anh tới xa không? dọc theo quốc lộ thanh tạng, một tiếng. Em có thời gian sẽ đi thăm nhóm anh Thạch đầu. Đi vào đi. An An giãy tay tạm biệt anh. Bành giả gật đầu, không ở lại, xoay người đi. Cô đi mấy bước quay đầu nhìn, bành giả đã đi tới bên kia đường, bước chân rất nhanh, một lúc đã biến mất trong đám đông. Bành giá dòng qua khúc quanh đến một con đường đông nghịch, đi đến bên cạnh chiếc Santana ở gian đường, mở cửa xe ngồi vào. Hồ Dương ngồi ghế lái hỏi, thế nào? Người Giang Tây, 23 tuổi, sinh nhật ngày 1 tháng 7, chứng minh thư mười mấy vị trí đầu dễ tìm rồi. Họ tên An An, An là họ nhỏ. Nếu nhiều người, lấy ảnh tới cho anh nhận diện. Hồ Dương khởi động xe, anh Bảy, anh chắc chắn, cáo đen là anh trai cô ấy. 90%. Nếu đúng, tìm được thông tin thân phận của ấy, mặt mũi thật của anh trai cô ấy sẽ hiện ra. Khi đó, thứ cao đen muốn tiêu quỷ là ảnh chụp em gái hắn. Trên ca cũng từng nói, trên tay hắn có một hình xăm chữ An. Bành giả dừng một chút, xoa xoa sống mũi. Di động của Hồ Dương giang lên, anh ta nhận, nói xong báo cáo với bành giả. Anh Bảy, người điên được thả rồi, đã có người theo dõi hắn. Tốt, chuẩn bị là một trận lớn. Bành giả vô thức lấy di động ra nhấn một cái, màn hình dẫn lưu ở trang gọi điện thoại cho An An. An An xếp đầu tiên, ở dưới là một người liên lạc họ bạch, ngay sau đó chính là Trình Ca. Chữ cái đầu tên anh là Pi, trong danh bạ mấy ngàn người của cô chôn vùi dưới đấy. Nhiều ngày rồi, bật vô âm tính. Anh bấm mở Trình Ca, nhấn một cái vào khung lựa chọn, xóa liên lạc. Trình Ca biến mất khỏi danh bạ Trình ca, tôi có thể quỳ xuống với người khác vì em, nhưng tuyệt đối sẽ không quỳ gối với em. Trạm thứ năm triển lãm ảnh của Trình ca ở Hồng Kông, trạm này là trạm tăng thêm tạm thời. Hiệu quả bốn trạm đầu đạt được vượt quá dự đoán của mọi người. Những ngày qua, các phương tiện truyền thông xã hội, cổng thông tin báo chí truyền hình đều nói về ảnh tư liệu của Trình ca thảo luận bảo vệ động vật quan dã, quan tâm tới đoàn thể nhân viên tuần tra, chấn động một thời, danh tiếng gian xa. Chỉ lượng đọc đề tài trên Weibo đã đạt tới 900 triệu lần. Phần Weibo của Trình Ca tăng mạnh với tốc độ hàng chục triệu mỗi ngày. Đăng một tấm ảnh trong triển lãm ảnh, hàng trăm ngàn chuyển phát bình luận. Ngay cả phòng triển lãm Hồng Kông giữ thái độ lạnh nhạt với cuộc triển lãm này cũng khẩn cấp liên lạc với người đại diện bày tỏ. Bất kể nhiếp ảnh gia đưa ra yêu cầu gì, dù thế nào cũng phải tới Hồng Kông. Giá cuộc triển lãm ở mấy thành phố tiếp theo đã sớm bán hết sạch. Ngay cả trạm Hồng Kông mới thêm vào, giá triển lãm cũng tranh giành hết trong mấy tiếng sau khi bắt đầu bán. Trình ca nghiêm khắc hạn chế số người và phân chia thời gian vào phòng triển lãm. Cô không muốn biến buổi triển lãm thành buổi cưỡi ngựa xem qua người chen người. Hiệu ứng chấn động xã hội đã đạt được. Anh chụp cô đăng miễn phí trên Weibo, mọi người đều xem được mà phòng triển lãm là đều để dành cho người khác để tâm. Cô cho người tham quan một môi trường yên tĩnh để họ không bị quấy rầy, không dội dã, tĩnh tâm xem hết toàn bộ triển lãm. Sau khi trở về sẽ lan truyền chấn động lưu trong lòng ra ngoài. Đây mới là điều cô mong muốn. Trong phòng triển lãm, nơi nơi đều có người, nhưng hoàn toàn yên tĩnh. Cô đã thấy được hiệu quả. Bất kỳ lúc nào, phòng triển lãm cũng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức mọi người đều có thể nghe thấy tiếng tim mình đập khi xem ảnh. Chuyến đi lần này, một đống máy ảnh và ống kính không cùng loại cô mang theo đều dùng tới. Cô không xử lý ảnh thành trắng đen để hết sức tạo ra cảm giác trang nghiêm bản thân quan giả đã đủ mênh mông. Ảnh kỹ thuật số của cô không hề dùng xử lý hậu kỳ và photoshop. Ảnh phim cũng từ mình tráng. Đây là thói quen của cô và bố. Chụp ảnh lần này, cô xem nó như một câu chuyện đang kể chỗ góc bên mỗi tấm ảnh đều kết hợp mấy dòng chữ. Như Ni Mã dựng lều, ngựa ngùng tránh né ống kính. Đội viên tăng ương Ni Mã, ý nghĩa trong ngôn ngữ Tây Tạng là mặt trời, nhỏ tuổi nhất, nhút nhát, nói chuyện như phụ nữ sẽ đỏ mặt. Trên tấm ảnh cả người cậu ướt đẫm, núp sau bụi cây bắn kẻ tập kích thi giết. Cậu là tay súng thiện xạ trong đội, đêm mưa, bởi vì bắn nhở đầu người săn trộm tập kích mà khổ sở, quyết tâm khổ luyện kỹ thuật bắn tấm mạch đoá đứng ở quầy bán đồ giặt mạch đoá của quầy bán đồ giặt mạch đoá người trong lòng ni mã cậu xấu hổ bày tỏ với cô hôm ấy cậu nhét một cái kẹp tóc nhựa và một túi cảnh thiên đỏ nhỏ cho cô chỉ có một túi nhỏ chủ nhiều hơn phải bán làm kinh phí cho đội một năm cậu gặp cô hai lần tấm thạch đầu thổi lửa nấu cơm trong bếp cò cà mặc cả với lái buông vì một cộng hành và rau, làm cơm vẻ ngoài không đẹp, mùi gì tạm được. Rất biết nướng khoai tây và khoai lang, keo kiệt, nói mớ cũng lo lắng không có tiền mua xăng. Lúc nhiếp ảnh gia bị ốm, lần đầu tiên luộc sáu quả trứng gà. Lúc nhiếp ảnh gia rời khỏi, tặng một túi táo ta lớn, mua nước suối nông phu đắt tiền nhất bản địa. Đạt ngõa Đội viên nữ duy nhất, cả ngày bị người nhà dục kết hôn lập gia đình. Cô nói bận lắm, Chờ bắt được một nhóm sẽ rút lui, nhưng bắt một nhóm còn có nhóm kế tiếp. Thời gian nhẹ nhàng thoáng qua, cô gái đã không còn trẻ. 16. Đào Tử, Hồ Dương, Bành Giả đều có Ở trạm Quảng Châu, người đại diện kêu lên sau khi xem triển lãm. Em yêu, em đột nhiên được rửa tội sao? Nhảy giọt mấy trăm mức so với tưởng tượng của anh, nhất định sẽ đỏ, tuyệt đối sẽ đỏ. Lúc này, Trình ca ôm mình, đang thông thả qua lại trong hành lang trưng bày ảnh. Cách một khoảng cách nhìn những người và cảnh đã từng quen thuộc kia được cố định trong một thế giới khác trên tường. Cô nhìn thấy bành giả đang dựng lờ, thấy bành giả nằm sấp trên nóc xe diệt giả nổ súng. Dần dần, ngực cô dâng lên một luồng cảm giác đắng chát và cản trở. Cô không biết loại cảm giác này gọi là gì. Cuối cùng, cô đứng yên trước một tấm ảnh. Bên ngoài phòng phẫu thuật đơn sơ của bệnh viện trắng nhỏ, dách tường loan lỗ giữa tróc ra. Người đàn ông đứng ở cửa, sống lưng thẳng tắp, để lại một bóng lưng trầm mặt, im lặng cho thế giới bên ngoài. Trên tay anh dính máu, ánh mặt trời ngoài cửa sổ nghiêng xuống một dạch trên lưng anh. Kết cấu cực kỳ đơn giản, màu sắc cực kỳ mộc mạc, nhưng có sự mãnh liệt và bất đắc dĩ không thể nói bằng lời ốc dưới tấm ảnh, một hàng chữ nhỏ màu trắng trên xi măng màu xám. Mười sáu chiến đấu với kẻ săn trộm, trúng đạn hôn mê. Đội trưởng bành giả của anh đứng bên ngoài cửa phòng phẫu thuật. Chú thích tấm này. Giọng nam chỉnh chạc, chính trắng, gian lên sau lưng. Cô không quay đầu lại, trong dự đoán, mỗi lần cô mở triển lãm ảnh, ông đều sẽ tới. Một chàng trai bên cạnh quay đầu, liếc nhìn sau lưng trình ca. Sao trồng kính bắn ra tia ngạc nhiên mừng rỡ. Thầy Từ Khanh, từ nhỏ em đã đặc biệt thích tác phẩm nhiếp ảnh của thầy, thầy có thể ký tên không ạ? À? Từ Khanh ông quà gật đầu ký tên cho cậu ta. Chàng trai ca ngợi, "Thầy ơi, thầy trông trẻ thật đấy." "Cảm ơn cậu." Chàng trai lại tìm trình ca xin ký tên, cô ký tên phía sau Từ Khanh, lúc này mới quay đầu lại nhìn ông. Mặc Âu phục, ông văn nho nhã, người 45-46 trông không già, nhìn giống như hơn 30. Ông hít một hơi nói với Trình ca. Tiến bộ rất nhiều so với đợt trước. Ca ca, cháu trưởng thành rồi. Đúng vậy, chú là già rồi. Từ khanh cảm thấy cô tính trẻ con, bất đắc dĩ cười một tiếng. Người khác thấy trẻ lại cũng không che giấu được nếp gấp khi cười bên miệng. Ông nói, ra ngoài uống ly cà phê nha. Trễ rồi, chuẩn bị về nhà ngủ. Từ khanh gật gật đầu. Thói quen tốt, Cô không giải thích, cô đâu muốn về ngủ thật ngon, chỉ có điều đi đâu với ai cũng khiến cô chán ghét. Những ngày qua, mỗi ngày cô đều khiến mình bận rộn một cách rất phong phú. Nhưng ban đêm vẫn không có cách nào đi vào giấc ngủ, mỗi đêm đều phải dựa vào rượu cồn thôi miên. Nếu uống cà phê là muốn hỏi thăm chuyện của mẹ cháu, sau khi bà ly hôn lại kết hôn rồi. Chú chỉ tới xem chuyện làm mảnh của cháu. Trình ca không nói nữa ông rốt cuộc hỏi người đàn ông này đối với cháu mà nói rất đặc biệt khi đó trình ca ngắm mặt trời lặn nơi cao nguyên trên tường đống lửa đốt da đã tắt ảnh ngược sáng của bành giả cô độc đứng bên cạnh cô nhìn anh đôi mắt không về chỉ muốn đi vào trong khung ảnh ôm lấy anh từ sau lưng. đáy lòng trình ca trầm xuống có loại cảm xúc nặng nề dâng lên cô đè nén tại sao hỏi như vậy tấm ảnh này có vẻ như không từ bỏ Cô miếm chặt miệng, sắc mặt trắng nhợt, trong lòng vô cùng không yên ổn giống như nhát vào một quả cầu. Cô bỗng nhớ tới, có câu quên hỏi bành giả, sao còn chưa hỏi đã trở về thế này? À, cô nhớ lại rồi, cô không thể hỏi, cô lo ngại liệu anh có thể giống như họ hay không? Nhưng bây giờ, cô chợt lại muốn hỏi, muốn biết đáp án một cách trước nay chưa từng có. Từ Khanh Chi nhìn ra sự dồn dập nơi đáy lòng trình ca, hỏi bạn trai tên giang khải kia đâu anh ta bỏ rơi cháu rồi từ khanh lắc đầu không ai có thể bỏ rơi cháu chú đã dứt bỏ từ khanh không nói gì mấy phút ông chưa bao giờ bỏ rơi cô chỉ là không dám chấp nhận khi đó cô vẫn là một thiếu nữ tuy ông hào hoa phong nhã nhưng trước tuổi trẻ của cô tự ti mặc cảm nhưng cô yếu đuối bất lực lại cô độc lạnh lùng ông không nhịn được không ngừng đối xử tốt với cô, nhưng cuối cùng lúc cô làm rõ lần lượt từ chối. Ca ca, chú không phù hợp với cháu, cháu đáng có người tốt hơn chú, sự thật chứng minh chú đúng, cháu ở cùng Giang Khải rất vui vẻ, trở thành dáng vẻ mà con gái phải có ở cái tuổi đó của cháu. Tuy bây giờ hai cháu đã chia tay, nhưng giống như trước đây, chú vẫn cho rằng cháu có thể tìm được người tốt hơn một luồng chán ghét xưa nay nơi đáy lòng trình ca nhưng cô lại cười một tiếng năm đó chú đã nói với tôi như vậy về sau giang khải cũng nói với tôi như vậy ca ca em tìm được người tốt hơn nhảm nhí tôi là món đồ chơi là thú cưng sao tùy ý đẩy cho nhà tiếp theo lúc thích thì không biết tốt cho tôi không thích rồi thì tới biết tốt cho tôi mấy lời này giữ lại và mồm mình là được đừng nói ra khiến tôi buồn nôn Trình ca nói mấy câu, đầu óc yên tĩnh. Cô nhẹ nhàng hít một hơi, liền nhớ tới lúc bành giả lao vào thân thể cô nói câu kia. Trình ca, cô sẽ không gặp được người tốt hơn. Thân thể cô giật mình một cái, nhắm mắt lại. Cô xoay người, gọi điện thoại cho người đại diện, tay đang rung, giọng lại bình tĩnh. Bây giờ em đi Tây Ninh, nói với anh một tiếng. Cái gì? Có một vấn đề quan trọng, phải hỏi ngay mặt. Em yêu, em bình. Trạm Hồng Kông vẫn còn ba ngày. Trạm kế tiếp Bắc Kinh em sẽ về đúng giờ. Em yêu. Trình ca cúp điện thoại, xoay người rời khỏi. Từ khanh, hành lang trưng bày ảnh, cô bỏ xuống mọi thứ sau lưng. Chương 53 Rạng sáng, đình ca đến Tây An chuyển máy bay. Máy bay đi Tây Ninh phải đến 8 giờ sáng. Đình ca không có ý muốn ở khách sạn, thuê xe đi dạo Tây An. Đêm khuya không một bóng người, tài xế cũng sắp ngủ. Tinh thần cô lại tốt, ngắm hết mỗi một con phố, mỗi một bức tường thành. 7 giờ sáng, cô quay lại sân bay, qua kiểm tra an ninh ngồi ở phòng VIP. Cô đi dội dàng, chỉ mang theo một vali sách tay cực nhỏ. Thường ngày cô không thích chơi điện thoại di động, trong lúc rảnh rỗi chỉ có thể nhìn chầm chầm tivi ngẩn người ra. Có hành khách đi vào tìm chỗ ngồi, không cẩn thận đụng vào vali nhỏ của cô, đập vào chân cô. Ô, xin lỗi. Xin lỗi cô, xin lỗi. Đối phương có giọng nói mềm mại, là một phụ nữ trí thức cao gầy. Không sao. Đình ca kéo vali đến bên chân, ngẩng đầu liếc nhìn. Người phụ nữ rất xinh đẹp, mắt rất to, mũi miệng đều rất thanh tú, mái tóc quăng tung lên gương mặt đặc biệt nhỏ. Cô ấy đến ngồi xuống bên cạnh Trình Ca, cô không để ý. Cách một lúc cô ấy hỏi, Cô cũng chuyển máy bay sao? Trình Ca nhìn tivi chầm chầm mấy giây, mới ý thức được cô ấy đang nói chuyện với mình, quay đầu không có hứng thú gì, ôm um một tiếng lại xem tivi. Tôi tới từ Bắc Kinh, còn cô? Hồng Kông, cô là người hồng kông không phải tôi là người bắc kinh đi thanh hải tìm người ừ qua một lúc lâu người đẹp không đợi được trình ca nói lời khác liền nói tìm người tôi yêu cô vẫn không trả lời nửa chặng đường trước trên máy bay từ hồng kông đến tây an cô ngồi bên cạnh một bác gái cô tùy ý liếc nhìn bức tranh bác gái ôm bị bác gái bắt được thành công kể một mạch con gái bác biết vẽ tranh như thế nào người có ham muốn dốc bầu tâm sự còn tự làm quen thực sự không ít người đẹp lấy một hộp chót lịch trong túi ra bóc ra nói ăn một viên nhé không cần cảm ơn ăn một viên thôi sớm thế này phải bổ sung năng lượng tôi không thích đồ ngọt ồ đáng tiếc thật tôi rất thích chót lịch người đẹp nói một cách dịu dàng xé một viên ra ăn Cô đến Tây Ninh hay là tiếp tục đi về phía trước? Đi về phía trước. Đi làm gì thế? Tìm người. Tìm ai vậy? Cô miếm chặt miệng, không lên tiếng. Là người cô thích sao? Cô vẫn không có đồng tĩnh người đẹp chờ một lát, lúc sắp bỏ qua, trình ca gật đầu một cái rất nhẹ, không thể phát hiện. Vậy anh ấy thích cô không? Không biết, chưa từng hỏi. Cách mấy giây, Cô quay đầu nhìn cô ấy, ánh mắt bình tĩnh và yên lặng. Tôi đi lần này chính là đi hỏi anh ấy. Không có điện thoại của anh ấy sao? Có. Sao không gọi điện thoại hỏi? Muốn hỏi ngay mặt. Anh ấy làm việc bên kia sao? Ừ. Cô ấy còn định hỏi gì đó. Trình ca không muốn trò chuyện về mình nhiều hơn nữa. Thế là đổi vị trí. Nói cô đi. Vậy cô hỏi đi. Trình ca mượn câu hỏi vừa rồi của cô ấy. Anh ấy làm việc bên kia. Ừ, trước đây tôi không hiểu chuyện, luôn muốn để anh ấy rời khỏi nơi đó, nhưng bây giờ nghĩ thông suốt rồi, trái tim ở cùng nhau, cách xa cũng không quan trọng. Người phụ nữ nhếch môi, khóe miệng không khống chế được cong lên. Xa cách đã lâu, tôi luôn nhớ anh ấy, bây giờ lại biết, thì ra anh ấy cũng luôn nhớ tôi. Tiếp viên hàng không thông báo lên máy bay, hai người lên máy bay, phát hiện lại ngồi ghế liền kề. Người phụ nữ kinh ngạc. Thật trùng hợp. Ừ. Máy bay cất cánh, người phụ nữ đứng ngồi không yên. Người này có vẻ như hơn 30, trái tim vẫn giống như thiếu nữ. Người phụ nữ lại nói. Tôi rất sợ đi máy bay, mỗi lần đều hồi hộp. Chuyến này cô đủ giấc giả rồi. Người phụ nữ mỉm cười. Đều đáng mà. Vậy kể chuyện qua nấy cho cô nghe nhé. Người phụ nữ thực sự nhìn sang. Anh ấy cùng một trường đại học với tôi là loại người rất rực rỡ, rất biết chơi. Luôn lái xe đẹp ra vào trường, chở bạn bè đi chơi khắp nơi. Anh ấy rất nổi tiếng ở trường, rất nhiều nữ sinh thích anh ấy. Tôi với anh ấy không có chỗ giao nhau nào. Người đẹp bên cạnh anh ấy rất nhiều, tôi thì chỉ bình thường thôi. Trình ca hoàn toàn không có hứng thú gì, nhịn cơn buồn ngủ xuống, hỏi. Quen nhau thế nào? Người phụ nữ nói. Mỗi tối, tôi đều đến sân tập chạy bộ. Mấy bạn học quen chạy ngược kim đồng hồ. Tôi lại thích thuận kim đồng hồ. Anh ấy cũng chạy bộ. Có lần đụng phải, anh ấy rất bực mình kéo tay nghe của tôi xuống, hung dữ hỏi. Sao lại là cô? Bây giờ tôi đều nhớ dáng vẻ nhíu mày khi đó của anh ấy, nhìn khinh miệt. Ai cho cô chạy ngược đám đông? Tôi còn rất khó hiểu, rõ ràng chỉ đụng trúng một lần. Sau đó, gặp mấy lần trong sân trường, Tôi rất lạnh nhạt với anh ấy. Có bữa anh ấy liền lấy lòng tôi. Ngay từ đầu, tôi không muốn chấp nhận anh ấy. Cảm thấy anh ấy có kinh nghiệm phong phú. Chắc là người đào hoa. Nhưng anh ấy rất khiến người khác say mê nên đã rơi vào. Cũng may, sau đó phát hiện thực ra anh ấy rất mộc lòng. Chỉ luôn nói yêu thương. Trình ca buộc miệng tiếp một câu. Tại sao chia tay? Anh ấy đã làm một vài chuyện sai lầm. Muốn rời xa. Tôi không thể đi cùng anh ấy đất khách cách xa nhau, tôi không kiên trì được nên đưa ra lời chia tay với anh ấy. Tôi luôn cho rằng ở bên này anh ấy đã có tình yêu mới, kết hôn rồi. Nhưng quãng thời gian trước người bạn gặp được anh ấy, phát hiện anh ấy vẫn một thân một mình. Trình ca nói, một thân một mình có thể là chưa tìm được người thích hợp. Sao khẳng định là đang chờ cô? Người đẹp ngẩn người, nhìn Trình ca chầm chầm. Cô cũng mệt mỏi, thở ơ mấy năm nay cô luôn chờ anh ta, cũng là chưa tìm được người thích hợp thôi. Người đẹp lại im lặng. Trình cá nói, coi như tôi chưa nói. Người đẹp lại mím môi, cười một cái. Cô hiểu lầm rồi, anh ấy gọi điện thoại nói với tôi, rất nhớ tôi, muốn giảng quà đó. Cũng là gần đây gặp được người phụ nữ khác. Khi so sánh, nhớ lại cái tốt của tôi, nếu không, làm sao tôi có thể tới. Với lại, tôi rốt cuộc chịu nhượng bộ anh ấy không biết hạnh phúc như thế nào ồ máy bay đáp xuống tây ninh hai người tạm biệt trình ca đón xe đến trạm xe khách mua giá xe đi khách nhĩ mộc lại gặp được người đẹp đó lần nữa ngay cả trình ca cũng cảm thấy trùng hợp khi đó người đẹp đang gọi điện thoại tới đón tôi đi anh ấy sẽ biết là ai cúp điện thoại cô ấy ngạc nhiên nói cô cũng đi khách nhĩ mộc hả đến rồi còn phải chuyển Cô ấy nhiệt tình nói, anh ấy sẽ tới đón tôi nếu tiện đường dẫn cô đi cùng nhé. Trình ca không thích nhận ân huệ người khác, nhưng thấy cô ấy quá nhiệt tình, cũng định hỏi một câu cô ấy đi đâu. Nhưng người phía sau chen lên đẩy cô một cái, cô cha vali cũng liền gác lời sang một bên. Sau khi lên xe, hai người lại ngồi chung, xe khách cũ nát, hơi bẩn. Người phụ nữ không thích ứng, lấy khăn giấy lau từ trên xuống dưới một lần. Nhưng sau khi ngồi xuống, nụ cười trên mặt cũng không che giấu được nữa. Nâng má nhìn ngoài cửa sổ, khóe miệng cười chúm chím. Trình ca ngắm nhìn cao nguyên màu vàng xám một cái, nheo mắt lại. Ánh nắng tây bộ quá rực rỡ, mà cô không nghỉ ngơi tốt, có chút say xe. Bành giả từ bên ngoài trở về trạm, vừa xuống xe liền có người gọi anh. Lão Bảy, nãy có một người phụ nữ gọi điện thoại bảo anh đến trạm xe cách nhĩ mọc đón cô ấy cô ấy tới từ bên tây ninh bành giả sửng sốt đứng tại chỗ bất động mấy giây mới hỏi phụ nữ đúng giọng nghe khá trẻ tôi hỏi cô ấy là ai cô ấy không nói nói anh sẽ biết chuyện lúc nào chưa tới nửa tiếng bành giả không nói hai lời nhảy lên xe tăng tốc đi này gấp cái gì chứ tây ninh tới cách nhị mọc mấy tiếng đó Tình ca chịu đựng một đêm, ngủ tiếp đi trên xe. Sau đó được người phụ nữ bên cạnh đánh thức. Cô liếc mắt nhìn trạm xe phủ bụi bên ngoài, biết mình lại quay lại cách nhĩ mọc. Tình ca cùng xuống xe với cô ấy, ánh nắng buổi trưa gắt đến mức miệng lưỡi khô không khóc. Và đứa trẻ đùa giỡn xong tới, đụng trên ca một cái, cô khẽ nhíu mày. Người đẹp cười ngọt ngào. Anh ấy rất thích trẻ con, chờ chúng tôi... Ban nãy Trình ca ngủ một giấc chưa tỉnh lắm, đầu óc choáng váng. Cô đi mua nước uống, lại lấy nước rửa mặt. Người phụ nữ kia đã đi mất. Trình ca cũng không tìm, kéo vali đi ra ngoài trạm xe. Đi ra đại sảnh, vừa ngẩng đầu, thật xa, trông thấy bành giả. Anh đút hai tay trong túi, sống lưng thẳng tắp đứng ngay chính giữa cửa chính, bị nắng chiếu, áo quần ướt mồ hôi dính vào người, hình như chờ lâu lắm rồi tim trình ca nảy lên một cái, sửng sốt vài giây, vừa định đi tới. Một người phụ nữ bay nhào tới ôm lấy eo anh. Thì ra, người phụ nữ đi cùng đường với cô, tên Hàng Ngọc. Trình ca chợt tỉnh táo cả người, trạm xe dơ bẩn lộn xộn. Một giây, hai giây, cô chờ bành giả đẩy cô ấy ra, nhưng anh không. Cô cảm thấy cô không chờ được, ánh nắng quá chói mắt, khiến cả người cô đều lắc lư một cái cô xoay người đi vào trạm xe khách chính là thời điểm như vậy giống như quá khứ cuối cùng có một thứ gì đó là cô giao phó tất cả cũng không có đủ khả năng tình ca mua vé xe quay lại tây ninh lần nữa cô nắm tay kéo vali ngồi ngay ngắn thẳng tắp ở phòng chờ không hòa hợp với mọi thứ xung quanh cô rất bình tĩnh chỉ cảm thấy hôm nay mệt mỏi không có tinh thần không có tinh thần gì. Đột nhiên, một tia nước lạnh phun vào chân cô. Một đứa bé trai đang chơi súng bắn nước. Cô nhìn cậu bé dài dây, rút khăn giấy ra lau khô chân. Đứa bé trai cười ha ha, le lưỡi, làm mặt quỷ với cô. Tia nước thứ ba, thứ tư phun tới, tia thứ năm phun ngay vào mặt cô. Cô đổi sắc mặt, lạnh lùng cảnh cáo. Cậu còn dám thử nữa xem. Cậu bé bị ánh mắt cô dọa, khu một tiếng khóc lớn. Người phụ nữ bên cạnh ôm con trai lên, dậm chân nói. Cô gì nói gì với con trai tôi đó, cô dọa nạt con nít hả? Người trong trạm xe nhìn sang, còn có người đến gần xem náo nhiệt. Trình ca không lên tiếng. Không phải chỉ không cẩn thận hắt một chút nước vào cô sao, đến nỗi không, làm khó dễ một đứa bé, cô là người nào hả? Người mẹ che chở, đứa bé được sức gào khóc, đứa bé khóc đến tuổi thân, người mẹ càng đau lòng tức giận, Cô dọa con trai tôi thành cái dạng gì vậy? Người lớn như vậy nổi cáo với con nít. Cố tình sao? Ăn mặc trông ra dáng thế. Người thành phố lớn thì xem thường chúng tôi à? Cô tới đây làm gì? Chỗ này không quan nghênh cô. Trong ánh mắt của người cả trạm xe, Trình ca đứng lên kéo vali định đi. Người phụ nữ không buông tha, tiến lên kéo vali của cô. Cô xin... Xưng... Cô xoay người bất tình lệnh đẩy một cái. Người phụ nữ ngã xuống đất, Bà ấy không ngờ Trình Ca không động khẩu lại động thủ. Sau một giây gào khóc. Đánh người kia, đánh con trai tôi rồi, lại tới đánh tôi kìa. Đám đồng chỉ trỏ. Trình Ca nhanh chóng chen ra ngoài. Bước nhanh đi qua hành lang tối ôm dơ bẩn, vừa nhát điếu thuốc vào miệng, tay run rẩy chăm thuốc. Cô tránh vào toilet. Mùi hôi thối áp đảo, cầu tiêu không có cửa phòng riêng, đầu đầu cũng có giấy vệ sinh, băng vệ sinh, chất lỏng khắp nơi. Trình ca hung hăng hút vào hơi thuốc, mùi hôi bốc lên đến mức phổi cô đau. Cô ném thuốc xuống đất nghiền nát, nhanh chóng mở túi sách lấy thuốc. Quá nhiều lọ cô cầm không hết, dứt khoát đổ hết vào bồn rửa tay, cũng mặc kệ trong bồn đó đầy vết bẩn. Tay run rẩy dữ dội, cô vừa theo liều lượng trên lọ, đổ thuốc ra nhét vào miệng, cũng không có nước, cứ nuốt thẳng xuống như vậy. Nhưng tay vẫn đang rung, rung lên bần bật. Một lọ thuốc đổ đầy tay, nhiều hơn, rơi dãi vào bồn rửa tay và sàn nhà dơ bẩn. cửa chính trạm xe dưới ánh nắng chói chang bành giả có chút ngẩn người sửng sốt một lúc lâu mới cố sức đẩy người phụ nữ quấn chặt trên người ra nhíu mày tại sao lại em hằng ngọc ngẩng đầu lên vẻ mặt yên lặng anh cho rằng là ai chứ bành giả nheo mắt nhìn cô ấy một lúc cũng không nói gì cả xoay người bỏ đi anh đi tới dưới tàn cây gần đó khẽ cắn răng lau mồ hôi trên mặt móc thuốc lá ra hút hằng ngọc đứng sau lưng anh yên lặng chờ đợi Bành giả hút hết một điếu lại thêm một điếu, hoàn toàn không quay đầu nói chuyện. Lúc sắp xong điếu thứ ba, cách đó không xa truyền đến tiếng xe cấp cứu. Có người đi qua thảo luận. Hù chết người rồi, trong toilet công cộng, bẩn chết đi được, mặt trắng như ma, mũi miệng đầy bọt mép, không có hơi thở. Bành giả hút xong một hơi cuối cùng, ném tàn thuốc xuống đất, hung hăng nghiền qua lại mấy cái, mới quay đầu nhìn hàng ngọc đi đi hằng ngọc gật đầu mỉm cười được